Cái này đơn giản. Này ai cũng làm được. Xong là để mà quan hệ thì em kiêng nó càng lâu càng tốt ấy. Em kiêng cho anh khoảng độ 30 ngày trở ra. Cái này nhanh nha. Bởi vì này ở bên ngoài thì nó lành hết rồi, nhưng mà cái lớp mỡ bên trong ấy, lớp mỡ bên trong nó chưa ổn định, đến lúc là em quan hệ em hụt mạnh là nó giãn cái lớp mỡ ra. Nó giãn ra là nó lại tụt xuống dưới. Em cứ Đợt để trước khoảng hỏi anh đi làm thì gặp. em cứ để cho khoảng độ tầm 30 ngày là em quan hệ thoải mái, lúc đấy mình hụt mạnh được này. Còn nó chẳng may mà quan hệ sớm thì mình làm nhẹ nhẹ nhàng thôi, để cho bao cao su hỗ trợ vào. Sợ nó rách à? Cái này Nó không rách mà kiểu nó giãn ra đấy, kiểu nó bên trong nó chưa lành hẳn đấy, rồi rồi nó giãn cái lớp mỡ bên trong là nó bi nó lại chạy xuống dưới.